Ở chương trình Grip 1 của APSM thì chúng ta sẽ chơi gam đô trưởng trên một quãng 8 hai tay, chơi gam son trưởng, pha trưởng trên từng tay hai quãng 8. Gam la thứ, rê thứ thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn là chơi tự nhiên hay chơi thứ hòa thanh hay chơi thứ giai điệu từng tay ở trên hai quãng 8. Đó là phần gam thăng âm liền bậc. Bây giờ cô sẽ bắt đầu với gam đô trưởng.